Các em học sinh lớp 10 thân mến, cô chào mình lại được gặp nhau trong giờ sinh học ngày hôm nay. Cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Phương Thanh, giáo viên trường Trung học phổ thông Chu Văn An Hà Nội, rất vui được đồng hành cùng các em. Các em thân mến, trong những giờ học qua, các em đã được học các kiến thức về phần sinh học tế bào, sinh học vi sinh vật, kết thúc chương trình học kỳ 2. Từ giờ học hôm nay, cô trò mình sẽ tiến hành ôn tập lại các kiến thức cơ bản, vận dụng kiến thức đó để làm bài tập và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn mà các em thường gặp. Trước tiên, giờ hôm nay cô trò mình đến với bài ôn tập phần sinh học vi sinh vật. Sinh học vi sinh vật là khoa học nghiên cứu sự sống hiển vi. Đối tượng nghiên cứu của nó là các cơ thể sống nhỏ bé, đó là các vi sinh vật và những dạng sống chưa có cấu tạo tế bào, đó là virus. Sinh học vi sinh vật nghiên cứu hai đối tượng này về mặt cấu tạo hình thái, ngoài ra còn nghiên cứu quá trình trao đổi chất, ứng dụng và tác hại của chúng. Như vậy, toàn bộ phần sinh học vi sinh vật các em sẽ ôn hai phần chính, đó là phần các cơ thể sống nhỏ bé vi sinh vật và phần những dạng sống chưa có cấu tạo tế bào đó là virus. Ở phần đầu tiên về vi sinh vật, chúng ta sẽ tìm hiểu quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng, sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật. Theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học phổ thông học kỳ 2 năm học 2019-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì trong phần này sẽ có một số nội dung thầy cô khuyến khích các em tự đọc. Theo quy định này thì các em cần học kỹ, ôn tập và sẽ kiểm tra các nội dung sau. Bài 22 phần 1 khái niệm vi sinh vật, phần 2 môi trường và các kiểu dinh dưỡng. Bài 24 phần lên men lactic. Bài 25 phần 1 khái niệm sinh trưởng. Bài 27 phần 1 chất hóa học, phần 2 các yếu tố vật lý. Đây là những kiến thức chính các em cần nắm được kiến thức cơ bản, biết vận dụng vào để làm các bài tập trả lời các câu hỏi và giải quyết các vấn đề trong thực tế. Cô trò mình sẽ lần lượt ôn tập lại các kiến thức này. Để ôn lại các kiến thức thì chúng ta cần nhớ những khái niệm chính. Khái niệm đầu tiên đó là vi sinh vật. Để giúp các em nhớ lại khái niệm này thì cô cung cấp cho chúng ta các hình ảnh rất là quen thuộc chúng ta đã gặp trong bài 22. Thế và bài tập cho chúng ta là Loài sinh vật nào sau đây không phải là vi sinh vật? A. Vi khuẩn lactic B. Tảo ánh vàng C. Nấm men D. Nấm hương Nếu chúng ta vẫn nhớ khái niệm vi sinh vật Vi sinh vật là những sinh vật có kích thước vô cùng nhỏ bé Không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà chỉ có thể quan sát dưới kính hiển vi Vậy thì chúng ta sẽ chọn được ra đáp án đó là D. Nấm hương Câu hỏi 2 khi nói về vi sinh vật, Phát biểu nào sau đây sai? A. Cơ thể đơn bào nhân sơ hoặc nhân thực. Một số là tập hợp đơn bào. B. Gồm nhiều nhóm phân loại khác nhau. C. Tỷ lệ S trên V nhỏ. Sinh trưởng, sinh sản rất nhanh. D. Có khả năng thích nghi cao, phân bố rộng. Các em thân mến, ở bài 22 cô đã dạy các em về các đặc điểm chính của vi sinh vật. Và chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra trong bốn phương án này thì đâu không phải là đặc điểm của vi sinh vật chúng ta cùng phân tích nhé a cơ thể đơn bào nhân sơ hoặc nhân thực một số là tập hợp đơn bào đây chính là đặc điểm cấu tạo của vi sinh vật b gồm nhiều nhóm phân loại khác nhau vi sinh vật gồm có các đại diện như là vi khuẩn tảo nấm nhầy nấm men và các nguyên sinh động vật như vậy rõ ràng vi sinh vật gồm nhiều nhóm phân loại khác nhau vậy b vẫn là phương án đúng c tỷ lệ s trên v nhỏ sinh trưởng sinh sản rất nhanh với đáp án này thì chúng ta cần phải phân tích kỹ đúng là vi sinh vật có khả năng sinh trưởng sinh sản rất nhanh nhưng cái khả năng sinh trưởng sinh sản rất nhanh ấy là nhờ nó có kích thước nhỏ dẫn đến tỷ lệ S trên V lớn. Vì vậy, C này là câu không đúng và nó chính là phương án trả lời của câu 2. Còn D, có khả năng thích nghi cao phân bố rộng chính là đặc điểm của vi sinh vật. Các khái niệm tiếp theo, môi trường tự nhiên, môi trường tổng hợp, môi trường bán tổng hợp. Để nhớ lại các khái niệm này cũng như phân biệt ba loại môi trường thì cô cung cấp cho chúng ta một số hình ảnh. Các hình ảnh ở cột đầu tiên đó là các ví dụ về ba loại môi trường. Và bên đây là các thông tin về đặc điểm của các loại môi trường. Bài tập cho các em là các em hãy nối các hình ảnh ở cột A với các tên ở cột B và các thông tin ở cột C sao cho phù hợp nhé. Chúng ta cùng chữa bài. Ở cột A các em thấy ba hình ảnh đại diện cho ba loại môi trường. Ví dụ thứ nhất, 300 ml dung dịch glucose 14% thì chúng ta sẽ nối với môi trường tổng hợp. Đúng nào. Ví dụ 2, 300 ml nước dừa tươi nguyên chất. Đây là môi trường tự nhiên. Ví dụ 3, 300 ml nước dừa tươi cộng 1 thìa mật ong cộng 18 g glucose. Đây chính là ví dụ của môi trường bán tổng hợp. Vậy cũng từ ví dụ này thì chúng ta cũng nhớ lại các đặc điểm của các loại môi trường và chúng ta sẽ nối các tên gọi ở cột B với các đặc điểm ở cột C môi trường tự nhiên như 300ml nước dừa tươi nguyên chất thì nó gồm các chất tự nhiên. Môi trường tổng hợp như 300ml dung dịch glucose 14% thì ta thấy môi trường này gồm các chất đã biết thành phần hóa học và số lượng. Còn môi trường bán tổng hợp như 300ml nước dừa tươi cộng một thìa mật ong cộng 18g glucose thì môi trường này gồm cả các chất tự nhiên và các chất hóa học. Như vậy cô trò mình đã hoàn thành xong bài ghép nối giúp các em nhớ lại và phân biệt chính xác ba loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật trong phòng thí nghiệm. Các khái niệm tiếp theo đó là các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật. Ở trên hình chúng ta quan sát gồm có bốn kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật, đó là vi sinh vật quang tự dưỡng, vi sinh vật hóa tự dưỡng, vi sinh vật quang dị dưỡng và vi sinh vật hóa dị dưỡng. Câu hỏi dành cho các em là Sinh vật quang tự dưỡng là sinh vật có khả năng sử dụng nguồn năng lượng 3.1 để tổng hợp chất hữu cơ từ nguồn carbon là 3.2. Cụm từ thích hợp điền vào 1, 2 lần lượt là A. chất vô cơ, CO2, B. chất hữu cơ, chất hữu cơ, C. ánh sáng, chất hữu cơ, D. ánh sáng, CO2. Đây là một dạng câu hỏi điền khuyết. Cô đã hướng dẫn chúng ta phân biệt tên gọi của các kiểu dinh dưỡng. Ở đây sinh vật là quang tự dưỡng, vậy chúng ta chú ý vào từ quang và từ tự dưỡng. Từ quang muốn nói đến nguồn năng lượng. Quang ở đây là quang năng, vậy sinh vật này sẽ dùng năng lượng ánh sáng. Tự dưỡng có nghĩa là nó có thể tự tổng hợp được chất hữu cơ từ CO2. Vậy đáp án đúng là D. Ánh sáng và CO2, chúng ta ghép lại Sinh vật quang tự dưỡng là sinh vật có khả năng sử dụng nguồn năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ nguồn carbon là CO2. Tương tự như vậy, ba đáp án A, B, C sẽ tương ứng với các kiểu dinh dưỡng còn lại để giúp chúng ta chỉ với một bài tập này mà có thể ôn lại các kiểu dinh dưỡng khác nhau ở vi sinh vật. Đáp án A, chất vô cơ và CO2 thì loại sinh vật Dùng nguồn năng lượng từ chất vô cơ và CO2 là sinh vật hóa tự dưỡng. Đáp án B. Sinh vật sử dụng nguồn năng lượng là chất hữu cơ, nguồn carbon cũng là chất hữu cơ là sinh vật hóa dị dưỡng. Thế còn đáp án C. Sinh vật sử dụng nguồn năng lượng ánh sáng và nguồn carbon là chất hữu cơ thì đây là thuộc về nhóm vi sinh vật quang dị dưỡng bảo bối để làm bài tập cho các em đó là cái bảng ở trong sách giáo khoa mà cô đã phân tích rất kỹ ở dưới đây. Chúng ta vận dụng các kiến thức trên để làm bài tập sau. Bạn An làm sữa chua như sau. Bước 1. Hòa tan một hộp sữa đặc có đường bằng 600ml nước sôi. Bước 2. Thêm 400ml sữa tươi tiệt trùng không đường đảo đều. Bước 3. Thêm một hộp sữa chua Vinamilk đảo đều. Bước 4. Rót hỗn hợp vào các cốc có nắp đậy. Bước 5. Ủ ở 40 độ C trong thời gian 6 tiếng. Các em thân mến, đây là một quy trình làm sữa chua cơ bản. Sữa chua là một loại thực phẩm bổ dưỡng dễ làm. Nó không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà còn có ích cho hoạt động tiêu hóa của chúng ta. Các em có thể tự thực hành quá trình làm sữa chua bằng quy trình ở trong sách giáo khoa hoặc quy trình như trên bạn An đã làm. Bài thực hành này, khi các em trở lại trường, các thầy cô sẽ hướng dẫn các em cho các em làm trực tiếp hoặc các em có thể tự thực hành ở nhà rồi báo cáo kết quả cho các thầy cô. Ở đây cô muốn hỏi chúng ta câu hỏi như sau. Khi nói về quá trình làm sữa chua của bạn An, phát biểu nào sau đây xa? A. À, môi trường bạn An tạo ra cho vi khuẩn lactic là môi trường tổng hợp. B. nguồn cung cấp vi khuẩn lactic là hộp sữa chua Vinamilk. C. vi khuẩn lactic sử dụng nguồn carbon từ đường ở trong sữa. D. vi khuẩn lactic thuộc nhóm vi sinh vật hóa dị dưỡng. Chúng ta cùng phân tích các đáp án. Đáp án A. môi trường bạn an tạo ra cho vi khuẩn lactic là môi trường tổng hợp. Vậy cái chúng ta cần quan tâm ở đây là chữ môi trường tổng hợp thì chúng ta nhìn lại xem thành phần trong môi trường bạn an tạo ra gồm những chất gì nó có đúng là môi trường tổng hợp hay không môi trường bạn ấy dùng gồm có một hộp sữa đặc có đường pha nước và có cả sữa tươi tiệt trùng vậy thì chúng ta thấy thành phần sữa tươi ở đây là thành phần tự nhiên cho nên môi trường này không phải là môi trường tổng hợp mà là môi trường bán tổng hợp vậy phương án trả lời ở đây chính là a Chúng ta ôn sang các khái niệm tiếp theo tương ứng với bài sinh trưởng của vi sinh vật. Đó là khái niệm sinh trưởng của quần thể vi sinh vật và thời gian thế hệ. Sơ đồ sau đây sẽ giúp các em nhớ lại các khái niệm này. Đây là sơ đồ sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn E. coli. Toàn bộ quá trình này được gọi là sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật. Như vậy sinh trưởng của quần thể vi sinh vật chính là sự tăng lên về số lượng tế bào của quần thể. Còn thời gian thế hệ trong sơ đồ này chúng ta thấy cứ 20 phút thì số tế bào sẽ tăng lên gấp đôi. Có nghĩa là cứ sau 20 phút thì tế bào vi khuẩn sẽ nhân đôi xong một lần. Vì vậy thời gian thế hệ ở đây chính là G bằng 20 phút. Cũng bằng sơ đồ này cô muốn chúng ta nhớ lại công thức tính số tế bào của vi khuẩn qua một khoảng thời gian sinh trưởng công thức như sau. NT bằng N0 nhân 2 mũ N. Trong đó, NT là số tế bào ở thời điểm T. N0 là số tế bào ở thời điểm ban đầu. Và N nhỏ là số thế hệ. Ở đây chúng ta có thể dễ dàng tính ra số thế hệ bằng công thức N bằng T trên G. T là tổng thời gian sinh trưởng của vi khuẩn, còn G chính là thời gian thế hệ. Các em hãy vận dụng công thức này để làm bài tập sau. Một người bị nhiễm 15 tế bào vi khuẩn lao. Giả sử các vi khuẩn đó đều nhân lên trong cơ thể người với thời gian thế hệ là 1.000 phút, không có tế bào nào bị chết. Sau một tháng, tức là 30 ngày đêm, thì số tế bào vi khuẩn lao trong cơ thể người đó là 2 mũ 43 B 15 x 2 mũ 43 C 15 x 2 mũ 30 D 2 mũ 30 Các em sử dụng hai công thức ở phía dưới thì chúng ta sẽ dễ dàng tính ra số tế bào là 15 x 2 mũ 43 Cô gợi ý bài giải chi tiết như sau T bằng 30 ngày bằng 43.200 phút Như vậy số thế hệ sẽ bằng 43,2 thế hệ. Vậy lúc này quần thể vi khuẩn đang ở thế hệ thứ 43, nó đã kết thúc 43 lần phân chia và NT thay vào chúng ta lấy số thế hệ là số nguyên NT bằng N0 nhân 2 mũ N cho nên bằng 15 nhân 2 mũ 43. Phương án đúng là phương án B. Chúng ta ôn sang kiến thức của bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật. Toàn bộ nội dung kiến thức bài 27 chúng ta có thể sơ đồ hóa như trên hình. Nhìn vào sơ đồ các em sẽ thấy có hai nhóm yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi sinh vật. Đó là các chất hóa học và các yếu tố lý học. Về các chất hóa học chia ra thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các chất dinh dưỡng gồm các chất hữu cơ và chất vô cơ. Nhóm thứ hai là các chất ức chế sinh trưởng gồm có các hợp chất phenol, các loại cồn, iốt, rượu iốt, clo, các hợp chất kim loại nặng, các aldehyde, các loại khí ethylene oxit, các chất kháng sinh. Các yếu tố lý học ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi sinh vật gồm có nhiệt độ, độ ẩm, pH, ánh sáng và áp suất thẩm thấu. Phần kiến thức các chất dinh dưỡng, các em cần phân biệt cho cô ba khái niệm. Khái niệm thứ nhất là nhân tố sinh trưởng. Khái niệm thứ hai là vi sinh vật nguyên dưỡng, khái niệm thứ ba là vi sinh vật khuyết dưỡng. Ở bài 27 chúng ta đã phân tích rồi, vậy các em dễ dàng phân biệt được. Nhân tố sinh trưởng là những chất hữu cơ mà vi sinh vật cần cho sự sinh trưởng với hàm lượng rất ít nhưng không thể thiếu. Vi sinh vật nguyên dưỡng là vi sinh vật có thể tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng. Còn vi sinh vật khuyết dưỡng là những vi sinh vật không thể tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng. Có có ví dụ như sau. Giả sử vi khuẩn A nguyên dưỡng với tryptophan. Vi khuẩn B khuyết dưỡng tryptophan. Chúng ta nuôi cái riêng rẽ hai loại vi khuẩn này trên môi trường không có tryptophan. Thì kết quả thu được là vi khuẩn A có khả năng sống và nhân lên tạo thành các khuẩn lạc, còn vi khuẩn B sẽ chết. Không hình thành Như vậy chúng ta thấy rằng vi khuẩn nguyên dưỡng thì mặc dù môi trường không có tryptophan nhưng nó có thể tự tổng hợp được tryptophan để cung cấp cho quá trình sinh trưởng của nó. Vì vậy thì nó vẫn sống. Trong khi đó vi khuẩn B khuyết dưỡng tryptophan không tự tổng hợp được tryptophan, cho nên khi môi trường không có tryptophan thì nó không thể sống được. Bài tập nâng cao hơn, các em hãy vận dụng kiến thức đó để giải thích hiện tượng sau đây. Vi khuẩn lactic chủng 1 tự tổng hợp được axit folic, không tự tổng hợp được phenylalanine. Vi khuẩn lactic chủng 2 không tổng hợp được axit folic, tự tổng hợp được phenylalanine. Khi nuôi riêng rẽ hai chủng này trên môi trường thiếu axit folic và phenylalanine thì chúng đều không sống được. Khi nuôi hai chủng này trên cùng một môi trường thiếu axit folic và phenylalanine thì chúng đều sống. Như vậy chúng ta giải thích hiện tượng này như thế nào? Thì từ dữ kiện đề bài chúng ta sẽ phát hiện ra rằng chủng 1 khuyết dưỡng với phenylalanine, chủng 2 khuyết dưỡng với axit folic. Vì vậy, khi nuôi riêng rẽ chúng trên môi trường thiếu cả hai loại axit amin này thì chúng thiếu nhân tố sinh trưởng cho nên không sống được. Nhưng Hai chủng này khi được nuôi trên cùng một môi trường đồng thời với nhau thì chúng chính là những chủng khuyết dưỡng bổ trợ cho nhau cho nên xảy ra quá trình đồng dưỡng. Chủng 1 sẽ tổng hợp axit folic và cung cấp cho cả chủng 2, ngược lại chủng 2 tổng hợp phenylalanine cung cấp cho cả chủng 1, vì vậy chúng cùng sống được và cũng có thể nếu nuôi cấy lâu ngày thì chúng sẽ hình thành dạng lai và dạng lai này có khả năng nguyên dưỡng với cả hai loại axit amin C. Câu 7. Giải thích vì sao chúng ta vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng thực tế mà chúng ta thường gặp. Thứ nhất, để bảo vệ cơ thể bạn trước vi khuẩn, virus thì xà phòng và nước có hiệu quả cao hơn các loại dung dịch rửa tay sát khuẩn chúng ta vẫn được nghe lời khuyên này từ bác sĩ. Vậy thì giải thích câu này như thế nào? Các em cần phân biệt được cơ chế tác động của xà phòng và dung dịch rửa tay sát khuẩn. Xà phòng là chất tẩy rửa bề mặt. Nó sẽ giúp chúng ta rửa trôi các chất bẩn, các vi khuẩn, virus và các mầm bệnh khác ở trên da tay và sẽ ngăn ngừa sự xâm nhiễm của chúng vào trong cơ thể chúng ta vì vậy chúng ta nên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước mạnh nhiều lần trong ngày thế còn dung dịch rửa tay sát khuẩn đa số dung dịch rửa tay sát khuẩn có thành phần cồn và cồn sẽ làm vô hiệu hóa vi khuẩn virus không cho chúng xâm nhiễm vào cơ thể của chúng ta tuy nhiên khả năng sát khuẩn của mỗi dung dịch khác nhau tùy thuộc vào nồng độ cồn cho nên chưa chắc dung dịch rửa tay sát khuẩn mà em sử dụng có thể diệt hết các loại vi sinh vật gây bệnh ở trên tay. Ngoài ra nếu như tay có dính những chất bẩn hoặc các hóa chất khác thì cồn cũng không có khả năng loại bỏ chúng. Vì vậy thì xà phòng vẫn có hiệu quả hơn so với các dung dịch rửa tay sát khuẩn. Giải thích hiện tượng thứ hai, cô có hình minh họa cho các em, đó là hai hũ muối dưa chua. Chúng ta cần giải thích hai nhận định sau đây. hai Dưa muối chua đúng kỹ thuật sẽ thơm ngon, không có vi khuẩn gây thối. 3. Dưa chua để lâu, không đậy cẩn thận thì bị hỏng, có lớp váng trắng trên bề mặt nước dưa. Các em thân mến, món dưa chua cũng là một thực phẩm được chế biến bằng công nghệ lên men lactic và nó sẽ rất thơm ngon bổ dưỡng không có vi khuẩn gây thối nếu các em làm đúng kỹ thuật bởi vì khi chúng ta làm đúng kỹ thuật tạo môi trường yếm khí cho vi khuẩn lactic lên men thì môi trường ở trong hộp dưa màu vàng này là môi trường axit vì vi khuẩn lactic đã hình thành nên nhiều axit lactic làm cho ph của dung dịch giảm xuống và môi trường axit này sẽ ngăn cản sự phát triển của các vi khuẩn gây thối cũng như các mầm bệnh khác. Cho nên, món dưa được muối đúng kỹ thuật thì sẽ có vị chua, hơi ngọt, rất thơm ngon và không có vi khuẩn gây thối. Tuy nhiên, nếu chúng ta để dưa lâu ngày không đậy nắp cẩn thận thì dưa sẽ bị hỏng, bị khú và trên bề mặt nước dưa có thể có lớp váng. Đó là vì để lâu ngày thì vi khuẩn lactic sẽ bị chết nhiều. Đồng thời một loại nấm từ môi trường có thể xâm nhiễm vào và phân giải axit lactic thành CO2 và nước. Cho nên pH của môi trường sẽ tăng lên. Vì vậy tạo điều kiện cho các vi khuẩn gây thối và các loại nấm phát triển. Cho nên dưa sẽ bị khú, bị hỏng và trên bề mặt dưa sẽ có lớp váng trắng. Và trong trường hợp dưa đã bị như thế này thì chúng ta không nên sử dụng trong bữa ăn của mình nữa nhé. Nhận định thứ tư: Dùng thuốc kháng sinh chữa bệnh cần theo chỉ định của bác sĩ. Cái điều này chúng ta vẫn biết nhưng giải thích nó như thế nào cho đúng? Thì chúng ta nhớ lại bảng trong bài 27 của chúng ta. Thuốc kháng sinh là một chất ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật gây bệnh và cơ chế tác động của nó là diệt khuẩn có chọn lọc. Vì vậy thì với mỗi một loại bệnh Do tác nhân gây bệnh khác nhau thì cần phải sử dụng loại kháng sinh đặc hiệu để trị bệnh, cho nên khi chúng ta dùng kháng sinh cần theo đúng sự chỉ định của bác sĩ, theo đơn thuốc của bác sĩ và uống đúng liều lượng để có hiệu quả trị bệnh và tránh hiện tượng nhờn thuốc. Chúng ta cùng ôn tập sang phần virus và bệnh truyền nhiễm cũng như phần vi sinh vật thì ở phần virus và bệnh truyền nhiễm cũng có một số nội dung các em được giảm tải và một số phần thầy cô khuyến khích các em tự đọc. Theo hướng dẫn này thì các em cần học những kiến thức sau. Phần 1: Virus. Chúng ta nhớ lại các kiến thức về cấu tạo, hình thái và chu trình nhân lên của virus trong tế bào chủ. Tuy nhiên phần này Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn là không dạy chi tiết mà thầy cô chỉ giới thiệu với các em. Vì vậy thì các em chỉ cần nắm được kiến thức cơ bản để trả lời các câu hỏi ở mức nhận biết và thông hiểu. Còn phần 2 và phần 3 là bệnh truyền nhiễm và miễn dịch với các nội dung chúng ta đã học trong chủ đề tuần trước thì các em cần ôn tập thật kỹ vì phần này sẽ có cả những câu hỏi vận dụng và vận dụng cao. Về phần cấu tạo hình thái của virus thì chúng ta làm cho cô câu hỏi sau đây. Thành phần cấu tạo nào quy định hình thái, cấu trúc và khả năng nhân lên của virus? A. Vỏ capsid B. Hệ gen C. Vỏ ngoài D. Gai glycoprotein Hỗ trợ cho các em là các hình ở bên cạnh. Chúng ta đọc kỹ phần yêu cầu. Thành phần cấu tạo nào quy định hình thái, cấu trúc và khả năng nhân lên của virus? Vậy đáp án đúng là B. Hệ gen. Đúng nào? Hệ gen chính là vật chất di truyền cho nên nó sẽ quy định hình thái, cấu trúc và khả năng nhân lên của virus. Ở bài trước chúng ta đã học quy trình nhân lên của virus. Chúng ta thấy rằng hệ gen của virus sau khi được đưa vào trong tế bào chủ thì nó sẽ tiến hành tổng hợp lên các thành phần của virus bao gồm axit nucleic, protein của nó và sau đó lắp ráp thành hạt virus hoàn chỉnh. Như vậy hệ gen sẽ quy định hình thái, cấu trúc và quá trình nhân lên của virus. Năm 1957, hai nhà khoa học là Franken và Conrad đã chứng minh được hệ gen của virus chính là vật chất di truyền quy định hình thái, cấu trúc và khả năng nhân lên của virus theo sơ đồ sau. Các nhà khoa học đã nghiên cứu hai chủng virus khảm thuốc lá là chủng A và chủng B cho lai hệ gen của virus chủng A và vỏ capsid của chủng B để tạo thành virus lai. Sau đó cho virus lai nhiễm vào cây thuốc lá, thu được chủng virus ở trong cây thuốc lá bị bệnh chính là chủng A. Như vậy chúng ta thấy rằng mặc dù virus lai có hệ gen của chủng A, vỏ capsid của chủng B, nhưng sau đó cái chủng mà nó tạo ra lại là chủng A mang hệ gen và cả vỏ capsid của chủng A. Vậy rõ ràng vật chất di truyền quy định hình thái cấu trúc và khả năng nhân lên của virus chính là hệ gen của nó. Nói về chu trình nhân lên của virus trong tế bào chủ thì chúng ta làm cho cô bài tập 9. Chu trình nhân lên của virus trong tế bào chủ gồm các giai đoạn sau: 1. xâm nhập, 2. hấp phụ, 3. phóng thích, 4. lắp ráp, 5. tổng hợp. Thứ tự đúng của các giai đoạn đó trong chu trình là các em nhìn kỹ các phương án trả lời A B C D. Đây là một câu hỏi mức 1, rất là dễ. Chúng ta nhớ được chu trình nhân lên của virus thì sẽ tìm ra phương án chính là D. Chu trình nhân lên của virus trong tế bào chủ gồm 5 giai đoạn lần lượt là hấp phụ, xâm nhập, tổng hợp, lắp ráp và phóng thích. Câu 10. Mỗi loại virus chỉ có thể xâm nhập vào một số loại tế bào chủ nhất định. Ví dụ, HIV chỉ nhiễm vào tế bào lympho T4 và đại thực bào ở người. Đây là phần dẫn của câu hỏi. Câu hỏi là thành phần cấu tạo nào quy định khả năng xâm nhập của virus? A. vỏ capsid, B. hệ gen, C. vỏ ngoài, D. gai glycoprotein. Nhớ lại giai đoạn xâm nhập của virus vào tế bào chủ thì trước khi xâm nhập chúng cần phải hấp phụ trên bề mặt tế bào chủ đúng nào? Và cái sự hấp phụ này là nhờ gai glycoprotein của virus. Chúng ta quan sát sự hấp phụ của virus. Ở hình bên dưới các em sẽ nhìn rõ gai glycoprotein ở đây được tô màu đỏ, còn các thụ thể trên bề mặt tế bào là màu xám. Thì các em thấy là gai glycoprotein của virus có cấu trúc phù hợp với thụ thể trên bề mặt tế bào thì nó mới có khả năng xâm nhiễm vào tế bào đó. Vì vậy thì mỗi loại virus chỉ có thể xâm nhập vào một số loại tế bào chủ nhất định mà thôi. Phần bệnh truyền nhiễm chúng ta làm cho cô câu hỏi 11. Một người bị bệnh truyền nhiễm, tiến trình nhiễm bệnh của họ gồm các giai đoạn sau: ủ bệnh, phơi nhiễm, bình phục và ốm. Các em hãy sắp xếp các giai đoạn đó theo trật tự đúng. Chúng ta dễ dàng sắp xếp được tiến trình nhiễm bệnh như sau, giai đoạn đầu tiên là cơ thể tiếp xúc với mầm bệnh gọi là phơi nhiễm. Sau đó đến giai đoạn ủ bệnh, chưa biểu hiện bệnh. Giai đoạn 3 là ốm, lúc này sẽ biểu hiện các triệu chứng bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Giai đoạn 4 là dần dần các triệu chứng sẽ mất đi và chúng ta sẽ bình phục. Đây là sơ đồ về tiến trình nhiễm bệnh. Câu hỏi 12 là câu hỏi đúng sai, giúp các em nhớ lại các kiến thức cũng như các khái niệm của toàn bộ phần bệnh truyền nhiễm và miễn dịch. Câu hỏi như thế này tức là chúng ta sẽ điền ký hiệu đúng hoặc sai vào cột nhận xét ở trên bảng. Chúng ta cùng chữa nhé. Một, bệnh truyền nhiễm là bệnh lây lan từ cá thể này sang cá thể khác. Đây là khái niệm của bệnh truyền nhiễm, vậy phương án chọn là đúng. Hai, nếu con đường xâm nhập không phù hợp thì vi sinh vật không có khả năng gây bệnh. Nhận định này cũng đúng. Vi sinh vật chỉ có khả năng gây bệnh khi nó có đủ độc lực, có số lượng lớn và có con đường xâm nhập phù hợp. 3. Ở Việt Nam, bệnh truyền nhiễm là loại bệnh hiếm gặp. Nhận định này sai. Ở Việt Nam bệnh truyền nhiễm là loại bệnh phổ biến và có tỷ lệ tử vong cao. 4. Miễn dịch là khả năng của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Đúng. 5. Miễn dịch không đặc hiệu đòi hỏi phải có sự tiếp xúc với kháng nguyên. Nhận định này sai. Miễn dịch không đặc hiệu là miễn dịch tự nhiên sinh ra đã có, không đòi hỏi phải có sự tiếp xúc với kháng nguyên và miễn dịch này giúp chúng ta kháng lại mọi loại mầm bệnh ở mức độ nhất định. 6. Miễn dịch đặc hiệu gồm miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào. Đúng. 7. Biện pháp tốt nhất để phòng bệnh truyền nhiễm là giữ gìn vệ sinh, kiểm soát vật trung gian truyền bệnh và tiêm vaccine. Nhận định này cũng đúng. Các em thân mến, qua bài học ngày hôm nay, cô trò mình đã cùng nhau ôn lại các kiến thức cơ bản, kiến thức nâng cao, phần sinh học vi sinh vật và vận dụng các kiến thức đó để trả lời các câu hỏi bài tập cũng như giải thích các hiện tượng trong tự nhiên. Về nhà cô mong muốn các em ôn lại các kiến thức này, các dạng câu hỏi bài tập đã học và chuẩn bị cho tiết ôn tập học kỳ 2 ở giờ sau. Các em thân mến, giờ học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào các em.